Đây là hậu quả của mình khi lười rửa bảng pha màu nè các bạn. Hay, nó dính cứ ngắt luôn. Nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết nha. Đầu tiên mình sẽ ngâm cả cái bảng vào trong nước và dùng bàn chải chà rửa qua. Với những mảng màu cứng đầu này thì không còn cách nào khác là cạo bỏ thôi. Đấy, là sạch sẽ như ban đầu. Lấy màn bọc thực phẩm ha, rồi bọc cái bảng pha màu lại ha, rồi mới dùng ha. Xong rồi thì chỉ cần tháo bỏ cái lớp màng bọc thực phẩm này và cho vào sọt rác thôi. Tuy nhiên theo mình thì cách này không hề bảo vệ môi trường một tí nào, nên mình vẫn khuyến khích các bạn siêng rửa sau khi dùng nha. Đừng có lười nữa.